Xin chào anh em, thì ngày hôm nay dòng máy xích vô lông 550 N thế hệ Pro đã về hàng rồi. Thì với cái dòng này hiện tại vẫn áp dụng chương trình một kèm một cho anh em luôn. Hiện tại khi mà anh em đặt mua một thân máy này thôi nha, thì mình sẽ có đi kèm cho anh em một cái con máy khoan này. Đây là cái dòng máy khoan xích bích thế hệ mới, và nó sẽ được nâng cấp từ cái đầu nhựa lên trên cái đầu là cái đầu kẹp autolock 10mm bằng kim loại nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ đập hộp con này ra trước cho anh em. Hiện tại cái dòng máy xích vô lông 550 này có lực xiết là 550 N/m, và lực mở ra của nó sẽ lên tới 800 N/m, hỗ trợ cho anh em có thể mở được cốt bánh sau xe tay ga, ốc nồi, xe 4 chỗ, 7 chỗ mà là 16 chỗ, ốc lồng máy giặt 38, 39, 41, cực kỳ thoải mái luôn. Để mình cất cái này vào đây à. Rồi, về thiết kế hộp đầu tiên khá là đẹp mắt, như là một cái điện thoại luôn. Và đây cũng sẽ có tem. Tem này thì mình cũng sẽ bóc ra để mình đập hộp review cho anh em xem. Đây, bên trong thì anh em mở ra nè, sách hướng dẫn sử dụng, phụ kiện này sẽ bao gồm cho anh em móc treo để hỗ trợ cho anh em có thể đeo lên đai quần hoặc là anh em nào làm việc trên cao, một cái thân máy và một cái đầu tiếp 22mm. Về đầu tiếp này thì nó sẽ có một cái phe gài nha anh em. Đây, cái hộp thì bên trong nó cũng sẽ có những cái mút xốp để khi anh em nhận hàng á thì nó cũng sẽ đỡ bị va đập hơn. Con này thì sẽ sử dụng hệ chân pin là hệ chân pin phổ thông, hệ chân pin của Makita. Đúng rồi, đây rất là nhẹ nhàng. Rồi, về cái đầu tiếp này thì ra đầu tiếp 22mm đi kèm theo máy, thì nó sẽ có một cái phe gài, thì khi mà anh em muốn sử dụng thì anh em sẽ gắn cái phe này vô. Còn mình thì ở đây mình muốn nhanh gọn cho anh em thôi, thì mình sẽ test thử cho anh em không có gài phe vô nha. Nhiều anh em cũng nói là khi mà gắn cái đầu tiếp này vô nó khó, thì bây giờ Datong nó cũng cải tiến cái mẫu này, cái đầu tiếp của nó là chuẩn 1/2 inch và gắn vô cũng rất là dễ dàng. Về tính năng siết vào, nó sẽ có điều chỉnh được cho anh em khá là nhiều tính năng. Ở đây sẽ hỗ trợ cho anh em là ngắt lực nè. Về cái ngắt lực này nó sẽ mình sẽ phải test để cho anh em có thể xem được. Về tính năng mở ra, thì tính năng mở ra này thì anh em có thể lựa chọn là mở ra xuyên suốt luôn, hoặc là anh em có thể bấm vào nút này để nó sẽ tự động ngắt. Ngoài ra nữa sẽ có thể bấm vào thêm một lần nữa thì nó sẽ xoay chậm. Khi mà con bu lông vừa mới ra thì cái máy nó sẽ tự động xoay chậm để cho anh em mở con đai ốc nó ra được hiệu quả hơn. Rồi, về để hạn chế được cái tình trạng như thế này, em thấy khi mà mình siết vào mà lỡ khi nó quá lực nó sẽ gãy luôn con ốc hoặc là gãy luôn con bu lông. Thì với tình trạng này thì anh em làm xe thì thường xuyên gặp, cũng như anh em làm cơ khí cũng thường xuyên gặp luôn. Vậy nên khi mà anh em chuyển qua cái chế độ này, siết vào nè, khi mà siết vào nè thì nó sẽ chuyển qua chế độ này, chế độ ngắt một chạm khi mà anh em siết bu lông vào. Đây, tay của mình vẫn còn đang bóp cò nha. Tay của mình vẫn còn đang bóp cò, nhưng cái máy nó sẽ tự động ngắt. Nó sẽ hiểu là con bu lông này vừa đủ lực để gõ búa và nó sẽ tự động ngắt nha anh em. Đây, con này sẽ test thử. Đây, sẽ tự động ngắt luôn. Rồi, khi mà anh em chuyển qua chế độ tiếp theo thì nó sẽ làm chế độ là nó sẽ gõ nhịp búa nhiều hơn. Nó sẽ gõ nhịp búa đâu đó tầm khoảng cỡ 4-5 nhịp. Đây, sẽ gõ thử cho anh em nha. Đây, và cái máy nó sẽ tự động ngắt liền luôn. Cái máy nó sẽ tự động ngắt khi mà anh em gõ khoảng 4-5 nhịp búa. Rồi, và tính năng mở ra. Tính năng mở ra này sẽ tính năng ngắt một chạm. Mình sẽ đưa vào đây. Đây, thì con mu lông này nó đã nhóm lên rồi. Tay của mình vẫn đang bóp cò và cái máy nó sẽ tự động ngắt. Còn tính năng tiếp theo nữa là anh em cũng có thể, đây, để mình siết vào lại nha. Rồi, mở ra nè. Vừa mới ra thì con mu lông nó sẽ bắt đầu xoay chậm để hỗ trợ cho những anh em nào làm việc trên cao. Anh em mà sợ bị rớt con ốc ra rồi anh em chụp không kịp phản xạ thì lúc đó thì nó cũng sẽ khá là nguy hiểm. Đó là về tính năng của cái con máy siết bu lông 550 này. Hiện tại thân máy đang có mức giá là 1.810.000, và đi kèm theo trong cái thân máy này thì sẽ là cái con máy khoan đầu 10mm. Thì con này sẽ hỗ trợ cho anh em có thể khoan xích bích, hoặc là những anh em nào làm về thạch cao, anh em có thể sử dụng cái này rất là hiệu quả. Thiết kế của con này nhỏ, gọn. Và đặc biệt hồi trước á, cái mẫu này thì nó được làm là cái đầu kẹp của nó sẽ là đầu kẹp bằng nhựa, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ lên là đầu kẹp autolock 10mm. Mình sẽ mở ra cho anh em. Con này hiện tại giá thị trường đang có mức giá là 720, nhưng mà khi mà anh em đặt mua cây bu lông 550 này sẽ đi kèm luôn cho anh em luôn, hoàn toàn miễn phí nha anh em. Đây, một cái sách hướng dẫn sử dụng, một cái móc treo và một cái dòng máy khoan, hai chức năng. Dòng máy khoan này cực kỳ nhỏ gọn luôn nha. Đây, cực kỳ nhỏ gọn luôn, vẫn sử dụng hệ chân pin là hệ chân pin phổ thông, chân pin Makita thôi, thì anh em có thể sử dụng cùng một cục pin cho hai dòng máy như này.
Dòng này thì có hai cấp điều chỉnh tốc độ và 20 cấp trượt. Anh em có thể sử dụng để siết bít cũng được. Đầu kẹp thì bây giờ được nâng cấp lên đầu kẹp Autolock 10mm rồi. Anh em có thể điều chỉnh tốc độ ở đây. Lực mô men xoắn tối đa sẽ lên tới 55 Nm, hỗ trợ cho những anh em nào mà cần một con cu lông, vừa có thể siết cu lông vừa có thể sửa xe được, mà anh em vừa có thể sử dụng con này để anh em có thể siết dàn áo được. Hiện tại chương trình này vẫn đang áp dụng và như anh em thấy hàng cũng đang cập bến khá là nhiều rồi. Thì anh em nào đang quan tâm có thể đặt mua cái sản phẩm này tại kênh của Store Thiết Bị, và cũng như là anh em cần đặt hàng để anh em có thể xem ở bên góc bên tay trái của video này nha. Cảm ơn anh em.